Một bạn nam năm nay là sinh viên năm thứ ba, inbox cho mình một đoạn chat, một đoạn hội thoại mà bạn ấy vô tình lấy được trong cái điện thoại của em gấu của bạn ấy á. Với cái thằng người yêu của em gấu chó, thì hai bạn ấy, bạn ấy mình đọc thì mình thấy nó như sau, nó như sau: hai người này đã yêu nhau và ở với nhau chung phòng, kiểu nấu cơm chung được khoảng tầm 2 năm rồi. Nói chung là đã soạc trịch các kiểu bla bla rồi, ở chung mà. Thế nhưng mà sau khi bạn ấy phát hiện là cô này có nhắn tin qua lại với một thằng khác, thực ra thì trong cái bộ nhắn tin đó thì nó bình thường thôi. Thế nhưng mà thế là ông ấy liền bám theo ông ấy dình, và ông ấy dình được là hai đứa nó đi vào nhà nghỉ, nó trịch, nó soạc nhau. Thì bây giờ ông ấy hỏi mình là: em rất là đau lòng bởi cái sự việc này, em rất là đau lòng, em rất là xót xa, em muốn bỏ bởi vì em không chấp nhận nổi cái sự thật đấy, em rất là đau lòng vì cái sự thật đấy, bây giờ em không biết làm thế nào, nhưng em còn yêu cô ấy nhiều lắm. Ok, em phải làm thế nào đây? Thế thì anh biết là em đang nghe anh ở bên 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 Facebook, đúng không? Anh thấy em join rồi. Anh nói với em như thế này nhé, thật ra thì có rất là nhiều bạn gửi những cái inbox hỏi anh việc này việc kia. Anh cũng nói thật là bởi vì thời gian này anh rất là bận, anh chưa thể trả lời hết các bạn được, bởi vì là đang vừa mới hết học kỳ, anh đang chấm điểm thi các thứ rất là nhiều. Tuy nhiên là riêng cái inbox của em thì anh phải phải rep đó, bởi vì anh thấy nó rất là ngộ. Anh nói như thế này, nếu anh là em, ok, anh đang nói ở cái góc nhìn cá nhân anh. Nếu anh là em nhá, thì anh sẽ làm như sau. Em đang ở với nó, ok, coi như em là chồng nó đi, đúng không? Em là chồng của nó. Hai người đang ở trên danh chính ngôn thuận thôi, được rồi, chúng ta chưa tính đến cái vấn đề pháp luật, nhưng mà về về danh chính ngôn thuận trong mắt, trong cái tư tưởng thôi, là người yêu với nhau nhá. Mà nó lại giống như kiểu là đầu mặt thì ở trong nhà nhưng đít thì là đà ngoài cửa. Thì anh nói thật với em như thế này nè: ngày hôm nay em phát hiện ra nó với thằng đó, đít của nó ở ngoài cửa, ngày mai nó với một thằng khác, đít của nó vẫn ngoài cửa, ngày kia vẫn là một thằng khác nữa, bởi vì đít của nó vẫn ngoài cửa. Đó, em hiểu không? Cái người ta nói rằng là cái người đàn ông ngoại tình ấy thì còn miễn cưỡng, có trường hợp là về, đúng không? Đàn ông ngoại tình đôi lúc nó chỉ vì là tình dục, nó chỉ là giải trí, nó chỉ là bóc bánh giả tiền, nó có rất là nhiều lý do, nhưng quy quy lắm vào mấy cái đó. Nhưng đàn bà ngoại tình ấy, nó là yêu, em hiểu không? Nó là yêu, nó là đam mê, nó là cám dỗ, nó là rất là nguy hiểm đó. Anh nói như vậy em hiểu không? Em có thể là khi mà hai đứa cưới nhau, về ở với nhau 1 năm vài năm, khi em có trong cuộc sống nó có quá nhiều thứ mà làm cho bọn em cảm thấy xa rời nhau, mỗi đứa đi trên một con đường, một lúc nào đó em có thể xa ngã, em có thể lên giường với một cô gái khác, em có thể như thế này như thế kia. Nhưng anh tin chắc rằng là 10 thằng đàn ông thì phải đến 8 thằng xác định là à, đó chỉ là cái chuồng trâu thôi, còn cái nhà của mình kia, vợ mình kia, con mình kia vẫn là đó. Ok, ra chuồng trâu đái bãi, còn đâu về nhà chui vào nhà vệ sinh đái vẫn sướng hơn mà, sạch sẽ thơm tho, đúng không em? Đúng không? Còn ra chuồng trâu chỉ đái một lúc rồi mát mát cho nó mát háng cái thôi rồi lại về, không sao cả. Đó. Không thể ở cái chuồng trâu cả đời được em ạ. À, em không thể nào em ngủ ở cái chuồng trâu được. Có thể là nó mát háng em trong một giây một lát thôi,
Nhưng em về, đàn ông họ nghĩ như vậy, đàn ông họ nghĩ như vậy. Tất nhiên vẫn có xác suất một vài thanh niên, một vài thanh niên óc chó hoặc là tinh trùng dồn lên não thì cứ thích rúc vào chuồng trâu để ngủ, để hít phân trâu. Còn về cơ bản là 10 ông thì 8 ông là vẫn về đái ở trong nhà vệ sinh cho sướng. Nhưng phụ nữ đó, nhưng đối với phụ nữ thì như thế này. Ở với nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, khi mà họ đã cảm thấy cuộc sống nó có quá nhiều cái bức bối. Bởi vì phụ nữ họ phải lo rất là nhiều thứ. Họ lo nhiều thứ hơn anh em mình nhiều. Họ lo nhà cửa, lo con cái, lo chi tiêu, rồi là lo cho bản thân, lo cho nhan sắc. Họ bị bó trong một cái giống như kiểu là em cho họ vào trong một cái nồi áp suất đó. Sau đó em đun lên, cái áp suất nó càng ngày nó càng ngột ngạt. Và khi cái ăn nồi áp suất đó nó căng đến cái mức áp suất khổng lồ, nó không thể nén nổi nữa thì nó bùm, thì cái cơn bão đó nó khủng khiếp hơn cái việc là em ra chuồng trâu em đái rất là nhiều. Nó khủng khiếp hơn cực kỳ. Đó. Khi họ, cái người phụ nữ khi họ ra, họ cũng ra chuồng trâu họ đái. Nhưng mà bởi vì là trong cái căn nhà nó quá là ngột ngạt rồi. Em có thể em đi nhậu với bạn bè để em giải tỏa cái ngột ngạt. Em có thể em chơi game để giải tỏa ngột ngạt. Em có thể em đi, nói chung là nhiều thứ để ngột ngạt. Nhưng phụ nữ họ có quá ít thứ để làm cho mình đỡ ngột ngạt. Vì thế nên là họ cứ bị nén. Đến lúc họ bùm ra một cái thì nó tan tành tất cả, lành làm gáo, vỡ làm muôi, lâu thôi bà méo cần luôn. Đó là cái mà làm cho người phụ nữ đi thì không bao giờ có đường về. Đó. Người ta nói rằng là phụ nữ ngoại tình thì vì yêu, đàn ông ngoại tình thì vì trịch. Đó. Phụ nữ ngoại tình thì vì yêu. À, cho nên là mà đã yêu thì nó điên cuồng, nó rồ dại lắm, man dợ. Thế cho nên nếu anh là em, trở lại câu chuyện anh là em, ok, giải tán. Đó, anh giải tán thế thôi. Anh không thể nào mà anh cứ vì yêu cô ta, vì thương cô ta bao nhiêu năm ở bên nhau này nọ, để trong khi cô ta đang ở cương vị là vợ mình, một ngày một buổi tối mát rời anh úp mặt vào háng của vợ anh một tí thì tự nhiên anh ngửi thấy một cái mùi hăm hăm không phải là của anh. Không được, ok, không được. Không được. Có thối hơn, có thối thì cũng phải là mùi của mình nhá. Nhá. Còn hăm hăm là của thằng khác là không được. Ok, không được. No 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 no. Em hiểu ý anh nói không? Hiểu ý anh nói không? Đó. Một buổi sáng đẹp trời trước khi đi ra khỏi cửa đi làm, vợ anh, cái cô vợ đấy vít cổ, vít calavat kéo anh hôn cái, giống như kiểu là trong phim ngôn tình á. Vít chồng, cổ chồng nó hôn đấy, bye bye anh yêu đi làm nhé. Tự nhiên anh ngửi cái mùi hăm hăm, vẫn là cái mùi hăm hăm hôm nọ. Đó. Không được. Đã bảo rồi, dù bất kỳ điểm nào trên cơ thể của cô á, thì cũng phải mùi của tôi. Dù thối thì nó cũng phải là mùi của tôi. Còn hăm hăm thì là dứt khoát là không được rồi. Đó. Đó là những thứ mà quan điểm. Đấy là cái quan điểm của anh. Đấy. Còn anh nói với em như này là anh check Facebook của em. Em là một thanh niên đẹp trai, cao, trong cái một cái tút của em lâu lâu rồi. Anh ngồi anh check một lúc để anh tìm cái cô nàng người yêu của em. Anh tìm để nhỡ đâu anh lại có vé. Ok, anh đùa đấy. Em cao đến 1m68, đúng không? Con trai cao như vậy là ngon rồi. Thế là ngon rồi. Cao đến 1m68, em cũng thuộc dạng trắng trẻo đẹp trai, đúng không? Em có tài đấy chứ. Em là một người rất là có tài. Em chụp mấy cái ảnh, em quay mấy cái clip, em chơi piano, anh thấy ổn mà, anh thấy được. Con trai như em ấy nhá, nhá. Em tìm ở đâu cũng có gái. Em có tài, em có tiền, em có nhan sắc. Em là chuẩn của một mẫu soái ca bây giờ rồi. Thế thì chẳng tội gì mà em cứ phải úp mặt vào một cái máng lợn
mà nó đã có quá nhiều con lợn, nó đã dí mõm vào, nó ăn, nó dí đít để nó ngồi, nó dí cả cái cờ cờ của nó vào để nghịch. Em chẳng tội gì cả. Đó, em chẳng tội gì phải như vậy cả. Đành rằng trước đó cô ta có những mối tình, cô ta đã có những cái mối quan hệ. Đó, đúng không? Thì thôi, bởi vì nó là cái chuyện của trước khi mà gặp em, ở với em. Nhưng đây là vấn đề là đang ở với em. Đấy, đây là đang ở với em. Thì nó là cái thứ, nó là một cái vấn đề nó quá khác. Đã bảo rồi, mặt ở trong nhà đít xà ra cửa là không được, dứt khoát không được. Đúng không? Em hoàn toàn có thể kiếm được những cô gái rất là ổn áp mà. Ở ngoài kia, ngoài xã hội kia vẫn có những người con gái như vậy. Chỉ có điều là cô đi lạc, chưa tìm được về với mình thôi. Không sao cả. Em cứ mạnh dạn đi. Anh nói thật, anh biết rằng anh khuyên em như thế này đang rất là phiếm diện. Nhưng anh vẫn muốn khuyên, bởi vì anh đã nói từ đầu rồi, đây là quan điểm của anh. Đây là quan điểm của anh. Các bạn đừng thắc mắc, cô em nó cao 1m68, nhưng mà nhìn nó ngon lành lắm, nhìn nó phong độ lắm, mình thấy ok lắm. Rất là phong độ. Nó ở trọ, nó đi làm, nó mua được SH. Đi, nhìn cái quả phòng trọ ông ấy chụp thì tôi nói thật, nó còn hơn cả cái phòng nhà riêng của tôi đó. Ổn mà. Nói chung là 1m68 thì nhìn kiểu nó tập luyện, nhìn người nó ổn lắm. Tôi thấy là nó ổn, và tôi tin rằng là nó, một thằng con trai có tài, có sắc, có tiền như nó, thì việc kiếm ở đâu cũng được gái. Rất là nhiều cô gái rất là ổn. Chỉ có điều ấy, em nhớ cho anh là rất nhiều cô gái ổn áp, trung tình, xinh đẹp, sẵn sàng để em lấy làm vợ. Chỉ có điều là cô đang đi lạc. Đó, chỉ có điều cô đang đi lạc. Cô đang lạc trong một cái mùi hăm khác, chưa về với mình thôi. Không sao cả. Về với mình, chăm chỉ đánh răng cho cô ấy, thì cái mùi hăm đó sẽ biến mất và trở thành cái mùi thối của mình thôi. Không sao cả em ạ. Nhá. Đàn ông là phải dứt khoát. Đàn ông đừng ủy mị. Đàn ông là phải nghĩ bằng cái đầu, chứ đừng có tư duy bằng cái trái tim, hay là bằng cái phần dưới, bằng cái háng. Tư duy bằng cái đầu, em hiểu chưa? Phải giữ lấy một cái đầu lạnh. Đó, đối với anh quan điểm là đàn ông là như vậy. Ok. Còn một điều nữa anh muốn chia sẻ với anh mong rằng là sau khi em có cái quyết định của em rồi, em hãy bật đúng cái đoạn này, cái đoạn tiếp theo này gửi cho cô người yêu của em. Anh xin thân gửi tới em gái, có một cái avatar cũng rất là xinh, rất là trắng, có một cái vòng một cũng phải cỡ, phải là bưởi, có một cái viên đá gắn ở răng, có răng khểnh, đá khểnh lại còn gắn đá, có một cái hình xăm nho nhỏ ở cườm tay bên trái, xăm chữ Milano, anh cũng không biết là cái chữ đó hình như là tiếng Ý như thế nào. Anh xin gửi tới em như sau. Anh xin nói với em rằng là anh rất muốn quan hệ tình dục vào mặt em nhá. Bởi vì một đứa con gái như em thì nó không đáng để cho anh phải nói. Tuy nhiên là vì em đã gây đau khổ cho thằng em, thằng cu em này, cho nên anh phải nói đến. Anh rất muốn dí cái bộ phận sinh dục vào mặt em đó. Bởi vì em là một đứa con gái chẳng ra gì cả. Người ta nói rồi, chúng ta ở thời buổi bây giờ, đàn bà với đàn ông chúng ta đang bình đẳng. Chúng ta đang bình đẳng, đang tiến dần lên đến bình đẳng giới. Tuy nhiên, cái gì nó cũng phải có chừng mực của nó, bởi vì chúng ta đang sống ở xã hội Á Đông. Cái xã hội Á Đông này nó yêu cầu một người phụ nữ phải có một cái chừng mực, bình đẳng trong chừng mực. Em hiểu không hả em gái? Đó. Em rất là ngu, em rất là ngu để cho cái con CU nó làm mù con mắt. Đó, em ngu vì em để cho con U nó làm mù con mắt của em. Em có một thằng người yêu ok như vậy, nó nuôi em mấy năm ăn học liền, nó đi làm, nó kiếm tiền,
đúng không? Nó cho em tất cả mọi thứ, nó cũng nhìn đẹp trai ngon lành. Thật nó anh có hỏi nó rồi, anh hỏi là hay là do khoai của chú bé quá, chú không đảm bảo được nên em nó đi không. Nó bảo là anh ơi, em khẳng định với anh là của em ổn. Ổn thì thật ra thì anh cũng không check được điều đó, mà anh cũng không có hứng thú để check cái điều đó. Anh cảm ơn nhưng mà thôi, chú nói thế là anh tạm tin đó. Em có mọi thứ vậy mà bây giờ em lại sẵn sàng em hất đổ cái bát cơm của em đi để em đi xúc một bát cám lợn vào là sao hả? Là sao? Tại sao em lại lại dại dột thế hả em gái? Hả? Em phải tư duy. À, người ta nói rằng là nên nghĩ, nên tư duy bằng lý trí, bằng một cái đầu lạnh. Đó. Bần bần cùng lắm thì tư duy và hành động bằng trái tim cũng đã gọi là quá đáng quá rồi, nhưng em không tư duy bằng một cái đầu lạnh, em cũng không hành động bằng trái tim mà em đang hành động bằng cái háng. Em hiểu không? Em đang hành động bằng cái háng. Anh rất là đau lòng, rất là xót xa. Đó. Một người phụ nữ như em, trong mắt đàn ông bọn anh, những cái thằng mà nó đã đi qua cái cửa mà em đang chồng đít ra ngoài á, nó có thấy ừ thì thôi ok, cái đít đẹp, đứng lại mần tí, sau đó nó đi nó chỉ nhếch mép nó cười, bố tiên sư hôm nay vớ được cái rẻ rửa bát. Thằng tiếp theo đi qua nhếch mép cười, bố tiên sư hôm nay bố vớ được cái rẻ rửa xe. Lần lượt từng thằng một xếp hàng, mỗi một thằng đi qua nó sẽ nghĩ là à hôm nay bố vớ được một cái thứ gì đó cũng rất là bẩn thỉu thôi, chứ đâu có phải là nó trân trọng em như là cái thằng người yêu của em đang có đâu, đúng không? Anh khẳng định điều đó như vậy, anh khẳng định điều đó. Và thứ chờ em ở trước trước mắt, nếu như em vẫn tiếp tục cuộc sống như thế này, em gái, thứ chờ em ở trước mắt nó chỉ là một tương lai đen đen và tối, nó sẽ đen hơn cả anh da đen và nó sẽ tối hơn cả cái háng của chị rộng. Đời em nó sẽ còn bi đát hơn cả đời cô Lựu. Anh khẳng định điều đó. Em gái, em hãy tỉnh lại trước khi quá muộn. Mặc dù anh tin rằng đã muộn mẹ nó rồi, nhưng ok, muộn còn hơn không. Hãy tỉnh lại. Em rất là may mắn có một người đàn ông yêu em như vậy, yêu đến mức mù quáng, yêu đến mức mà lụy tình. Nhưng em đã không biết giữ gìn cái tình yêu đó. Em để hạnh phúc nó vụt mất. Cuộc sống có cho con người ta, đôi lúc cho con người ta những cơ hội, nhưng không phải là cuộc sống luôn cho con người ta cơ hội. Cơ hội chỉ đến với một người một hoặc hai lần trong cuộc đời. Em không biết giữ cơ hội thì sau những thứ cơ hội đó, sau những cơ hội đó chỉ còn là những thứ rất là vớ vẩn. Đó. Rất là vớ vẩn thôi, những thứ phân trâu phân bò thế thôi, chứ không có cơ hội nhiều như vậy đâu nhá. Anh rất là quan ngại về vấn đề này. Ok, tiện thể anh cũng muốn gửi tới em, thay lời những anh em đang xem cái trình livestream này ở trên Facebook, ở trên YouTube, ở trên Pantalk và bên radio thì anh tắt đi rồi. Ở bên YouTube và bên Facebook, anh xin thay mặt anh em muốn gửi tới em cái lời này. Anh em muốn gửi tới em rằng là nếu như em có chồng đít ra ngoài cửa đoạn nào thì em có thể public lên cái địa chỉ ở chỗ đó lên để anh em xếp hàng. Ok, hờ hàng có thể hơi dài một tí, nhưng anh tin chắc rằng anh em ở đây chấp nhận được nhé. Anh tin chắc rằng anh em ở đây chấp nhận được. Em cứ public cái địa chỉ của em, đọc cái pass, em cứ ghi pass ở đấy lên cũng được, không sao cả. Cứ đọc pass lên cho anh em dễ tìm. Mà chắc là như em thì chẳng cần pass đâu, đúng không? Không sao cả. Ok. Đó là tất cả những gì mà anh chia sẻ với em trai và với cô người yêu cầu huyết của em. Anh chúc hai em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và nếu như em vẫn quyết định ở bên cô gái đó, và khi mà đẻ ra con, khi em có một cuộc sống hôn nhân gia đình mà có con á, có những đứa con á, thì
mà bất chợt nhìn thấy con mà có cái nét giống anh á nhá. Nhìn cái nét mà có nét giống giống anh thì anh rất xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không biết nói gì hơn cả. Ok. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ sáng mai với tập 5 của truyện ma kinh dị Vong Hồn. Những lúc nào rảnh rỗi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những vấn đề về tâm linh, giải đáp cho bạn những vấn đề về tâm linh ma quỷ, hoặc là có thể là những cái lần nói chuyện rất là thoải mái như thế này nhá. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.